Chào mừng mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình giới thiệu cho mọi người một chương trình AI góp nhận một token KB4R cực khoảng 80 đô cho dự án này. Một token này đã list lên sàn Uniswap nha các bạn. Website của nó thì bạn check nha các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả mở Telegram các bạn bấm start chat chatbot nha các bạn. Rồi các bạn bấm continue nha các bạn. Rồi các bạn chi lứa cấp cha. BNI gửi nè. Rồi các bạn gửi cho bot nha bạn. Sai. Rồi hôm nay continue lưu cấp trà lại các bạn ơi. Thằng này đúng nè. Tám e n z. Rồi bạn gửi cho bot, rồi tào lao luôn. Rồi bấm continue lúc cấp tra lại các bạn ơi. E I U B. Thằng này được nè các bạn. Chắc cú 100%. Rồi các bạn nhìn vô đầu tiên cũng các bạn join trên trailer rồi bấm don nha các bạn. Rồi các bạn join vào. Chương trình AirDrop này nó sẽ phân phối vào ngày 20 tháng 2 năm 2021 nha các bạn. Quýt giao phơm này ra một có gốc tiền rồi các bạn. Phim phơm rồi các bạn mới đắp lên nha các bạn. Rồi bấm don. Rồi tiếp tục thì các bạn join tiếp bên seller tiếp tục nha các bạn. Rồi bạn mới đắp lại bấm don multi chứ. Rồi tiếp tục thì các bạn gỡ lại cái đường link profile gl ở các bạn subscribe YouTube nha các bạn. Subscribe kênh YouTube của nó chứ lộn. Rồi, các bạn đăng ký AirDrop nữa các bạn. Rồi các bạn mới đắp lại nè, các bạn vào kênh của bạn nè. Các bạn bấm vào bài ở trên cùng, các bạn bấm vào chia sẻ nha các bạn. Các bạn sao chép. Rồi các bạn mới đắp lại. Các bạn xây dựng bot nữa các bạn. Rồi các bạn dán vào nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với NC, địa chỉ với chocolate, messer wallet, các bạn copy địa chỉ NH của mình nha các bạn. Các bạn có ai rất làm nên mang để mai chiều nó về những cái token có giá trị rất là đáng tiếc nha các bạn. Thì làm gì trên kênh. Rồi bạn copy địa chỉ NH các bạn. Làm ai rớt thì các bạn sẽ biết, các bạn bị scam không ít thì cũng nhiều các bạn. Rồi các bạn sẽ chép các bạn không có dán nào mà hoàn toàn chắc ăn 100% các bạn. Các bạn cần dán vào nữa các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi bạn bấm vào xa tiếp nha các bạn. Ok, như rồi bạn lấy link ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân nha bạn. Minimum con này chạy chạy tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn ở những video clip tiếp theo từ mình nhé.